Sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ. Hả? Ai nói vậy? Sư phụ ơi, hai nhân em là đệ tử đi, hai nhân em là đệ tử đi. Em hâm mộ sư phụ lắm, sư phụ ơi. Sư phụ ơi, em là bác sĩ Dư Hạch nè. Hả? Cái tên này nó bị điên à? Sao tự nhiên nó có nói mình là sư phụ hoài vậy? Này, anh là ai? Tại sao anh lại gây náo loạn ở phòng thí nghiệm này hả? Ta là ai hả? Ta là... Hả? Trong mùi ông có mùi dịch hạch. Ông đã bị bệnh dịch hạch rồi, để chữa cho. Hả? Ta bị bệnh hồi nào hả? Người bị điên à? Ôi, à, người bị điên rồi. Mày trốn ở đâu đấy hả? À, xin lỗi, người ta quay lệnh. Không biết là hắn ta có làm ngày bị thương không ạ? Trời ơi, cái tên này mày làm cái gì thế hả? Dịch hạch, ta sẽ chữa bệnh dịch hạch. Em này tiến sĩ Marco, hãy nói với tôi biết anh ta là ai thế? Tại sao anh ta ăn mặc giống SCP-049 thế? Đã vậy á, chỉ khác mỗi các cái mũ thôi. Ờ vâng, thưa ngài tổng lệnh, đây là SCP-049J ạ, à, có nghĩa là chót. Và hắn ta vô tình được tôi bắt gặp ở ngoài đường khi đang cố chữa bệnh cho mọi người ạ. À. Được rồi, đưa anh ta về phòng thí nghiệm nhanh lên, nó chứ để anh ta để lang thang ở đây nguy hiểm lắm đấy. Ok, tôi rõ rồi, được rồi, đi theo tôi nào. Tại sao hắn ta lại gọi mình là sư phụ nhỉ? Lạ thật. Dịch hạch, bệnh dịch hạch, có ai bị bệnh dịch hạch không? Hay là ông bị bệnh dịch hạch hả? Để chữa cho ông cho. Tôi chẳng có gì bệnh gì cả. Tôi là tiến sĩ Marco ở đây. Bây giờ anh làm ơn á, anh chuẩn bị ngồi đây, chuẩn bị tôi thí nghiệm nè. Chú Marco ơi, cháu đã đem hai cái ghế theo chú yêu cầu nè. Bây giờ là chú đang chuẩn bị phỏng vấn ai à? Tốt lắm. Bây giờ là cháu để cái ghế đây đi. Chú chuẩn bị phỏng vấn cái tên này nè. Trời ơi, cái tên này mệt quá. Được rồi, anh đã sẵn chưa? Bây giờ là tôi sẽ chuẩn bị phỏng vấn anh nha. Ok ok, tôi đã sẵn sàng đi mổ rồi. Yeah, mổ bệnh dịch hạch. Ok, được rồi. Xin chào SCP-049J. Chào mừng đến với... Ta là một bác sĩ. Tôi biết rồi. Thì chúng tôi chỉ làm điều này như là một... Ta có hứa chữa. Tôi biết rồi mà. Cái đó để sau đi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh tên thật là gì không? Phải, ta có chữa cực kỳ tốt nhé. Bởi vì ta là bác sĩ mà. Bệnh nhân nội rồi. Hãy đưa ta đến chỗ bệnh nhân đi. Ta phải chữa hết bệnh nhân luôn. Trời ạ, anh có thể nói về chủ đề chính được không vậy? Được chứ, ta là thuốc chữa bệnh. Trời ạ, anh là cái thứ gì thế? À, tôi hiểu ra rồi, anh bị ngu chứ gì? Không, quý ngài, ta là hiệu quả nhất. Ý ta là phương thuốc của ta, ta là thuốc chữa, rất hiệu quả. Số 1, ta là một vị bác sĩ. Rồi, tôi hiểu rồi. Được rồi, Yaki, bây giờ là hãy gửi một nhân viên cấp D đã bị bệnh rồi đây cho anh ta chữa bệnh nào. Thưa tiến sĩ Michael, cháu đã gọi xong một tù nhân cấp D này nè. Thì anh ta đã bị bệnh về cổ họng mà bị đau họng. Tốt, bây giờ anh tù nhân cấp D, anh hãy lên bàn này ngồi đi, nằm đi và cho bác sĩ đi chữa bệnh. Được rồi, vậy bệnh nhân này anh muốn chữa nó thế nào? Để ta xem nào. Cái mùi này đúng rồi, anh ta đã bị bệnh dịch hạch chuẩn luôn. Dịch hạch cái gì mà dịch hạch? Anh ta bị viêm họng mà. Chúng tôi đang phân vân á là liệu anh có thuốc chữa nào để trị cho căn bệnh cho anh ta không? Ta có, đương nhiên là có rồi. Dù sao thì ta vẫn là bác sĩ mà. Để ta xem nào. Ông làm gì lâu thế? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Không, hắn không phải là thuốc chữa. Ta mới là thuốc chữa. À phải rồi, thứ này á là sẽ quyết được vấn đề đây. Cái này nè. Đó là một đôi giày. Chuẩn, đôi giày nè. Ông dùng nó để chữa bệnh à? Tại sao không? Được rồi, tiến hành đi. Được rồi, đây là việc nghiêm túc nhé, không được dở. Ok, Alibaba đến xứ ba tư. Alibaba, 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 chết đi. Này, anh làm cái trò gì thế hả? Trời ơi chú tiến sĩ ơi, cái tên này đã đánh anh tù nhân ngất xỉu rồi nè. Bệnh nhân đây được chữa bệnh rồi, vất vả quá. Ông vừa nói gì cơ? Ông hồi nãy ông lấy cái giày á, ông đập vỡ họng người ta rồi kìa, giờ ta ngất xỉu rồi. Không, bệnh nhân bây giờ khỏe lắm rồi. À, ta là bác sĩ đây, ta là thuốc chữa bệnh. Ông đánh người ta chỉ máu như thế kia mà nhớ nói là chữa bệnh à? Thật mà, không tin à, nhìn nè. Cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho tôi nha. Bác sĩ này thật là tuyệt vời. Hả? Đây là phải là giọng của tù nhân cấp D đâu? Hay là anh đang giả giọng đấy? Tôi biết lắm mà. Trời ơi, nhìn kìa. Ở đằng sau lưng anh có một đám người đang bị bệnh dịch hạch kìa. Hả? Đâu? Đâu? Đám người dịch hạch đâu? Lạ thật, có ai đâu. Chú chiến sĩ ơi, chúng ta bị hắn lừa rồi.
Hắn ta chạy đi đâu mất rồi? SCP-049-J, anh bạn dịch hạt. Phân loại Euclid mô tả SCP-049-J là một thực thể dạng người mặc bộ trang phục tương ứng với thời kỳ với một bác sĩ dịch hạt thời Trung Cổ. Kiểm tra sâu hơn cho thấy lớp áo choàng thực thể được tạo nên bởi chủ yếu bởi rêu và các mẫu mô và những mặt nạ bác sĩ khác nhỏ hơn. Nó thường khá nghe lời nhân viên của tổ chức, nhưng đôi khi sẽ nói dối và vả mồ như tắm như chẳng vì lý do gì cả. Trong thời kỳ bị tổ chức quản thúc, nó liên tục nhận rằng mình là một bậc thầy ma thuật hùng mạnh, có khả năng chữa khỏi các thứ gọi là làm hại nhân loại. Tới nay, nó chưa lần chữa khỏi gần như là bất kỳ thứ gì và chỉ thường làm trầm trọng thêm bệnh tình của một cách đáng kể. Trong khi chỉ riêng điều này thì không đủ để tổ chức giữ SCP-049-J lại vô thời hạn như một thực thể dị thường, và nó cũng chứng minh khả năng luôn luôn có thể trốn thoát khỏi sự giam giữ và trốn khỏi các cơ sở của tổ chức khi sự vô năng của nó bị phát hiện. Vì điều này và vì sự tò mò bất biến của nhân viên về việc nó bất cứ khả năng chữa trị và phép thuật nào mà nó thừa nhận hay không, SCP-049-J bị bắt giữ và đối xử như một thực thể dị thường. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với mình. Mình là Zaki đây, thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft SCP ngoại truyện tập thứ 37. Thì hồi nãy là mình có bắt gặp được một SCP gọi là SCP-049-J, có nghĩa là một SCP không có ở trong cốt truyện chính nha bạn, nghĩa là ở trong truyện ngoại truyện mới có thôi. Thì bây giờ là mình sẽ bắt cái tên ấy về. Hồi nãy không để ý lắm, mình quay xe lưng lại nha, hắn ta biến mất rồi. Trời ơi, cái tên này nhanh nhẩu thiệt chứ. Bây giờ là mình sẽ đi bắt hắn về, hy vọng là thành công. Ôi ngài tổng lại, ngài có biết không vậy? Tôi nghe nói là SCP-049-J gì đó thoát ra khỏi đây à. Hãy cố gắng bắt hắn về đây cho tôi nhé, nó nguy hiểm lắm đấy. Ok, tôi hiểu rồi. Giờ mình cần cái gì đây? À, mình cần vũ khí, đồ thứ nè, mình sẽ ra ngoài xe. Ôi nhưng mà không có chỉ có xe làm sao bây giờ? Chú ơi, chú có chỉ có xe không vậy? Trời ạ, có thế mà cũng để hắn chạy thoát cho được nữa. Thôi, chú cho chìa khóa nè. Nè, chú cho chìa khóa nè mẹ ơi. Ok, để chìa khóa nào. Rồi, bây giờ là mình sẽ ra ngoài xe. Cái gì đây? Một cục gỗ à, và một cái miếng lấy bắt hắn về. Ok, mình đã đầy đủ thứ rồi phải không? Từ từ, mình mua thêm đồ nữa. Đây là thuốc chạy nhanh nè, đó. Cần thêm hai thuốc để chạy nhanh hơn. Rồi, giờ mình sẽ ra ngoài và bắt hắn về. La la la, cái xe gì chạy được không? Ok, ra ngoài nào. Cái tên SCP-049-J này nhìn hơi giống các bạn. Nó gọi SCP-049 là sư phụ nha bạn. Trời ơi, sư phụ ghê chứ. Giống như SCP-049 ngày xưa vậy, gặp ai cũng là bị nhìn thạch cả. Ơ, cái này cái gì đây? Ủa, tại sao lại có con chuột hamster chết ở đây? Cô bé cái gì không vậy? Em đang mang con hamster của em đi chơi thì có thằng bác sĩ nào đó chạy lại giết nó và bảo rằng nó đang bị nhìn thạch. Trời ơi, tội nghiệp quá bà ơi. Cái thằng SCP-049-J này đúng là cái đồ ác độc, tiện giết con chuột của đứa bé. Ô, cái gì đây? Ô, trong nhà có ai vậy? Cho hỏi có ai vậy? Thằng bác sĩ không vậy? Cái gì đây? Trời ơi, con tôi nó đang biết nói á. Cái thằng bác sĩ mổ chim nào ấy nói con tôi bị bệnh gì thật dễ, cho nên cho uống thuốc miễn phí. Hả? Cái gì? Em bị bệnh gì thế? Xin chào, tôi là giám đốc đây, hãy thả tôi ra. Ôi không bạn ơi, thằng nhóc này nó cho uống thuốc gì thạch gì đó của thằng bác sĩ á, cái xong bây giờ nó biến dị luôn rồi. Ôi không, có thuốc giải không vậy? Nhà trẻ thì sao? Hy vọng là nhà trẻ là bọn trẻ không bị sao, không có sao phải không? Mình nghĩ là bọn trẻ không sao đâu. Cái gì đây? Vậy đó. Ôi cô giáo, sao cô ấy nằm đây vậy? Hồi nãy có tên bác sĩ mổ chim gửi thuốc gì dịch hạch ấy, tôi uống vào cái không di chuyển được luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá, cô giáo không di chuyển được rồi. Ôi, tụi thằng này, mày phải trả giá. Tại sao mày lại làm thế? Hình như mày nghe tiếng gì ai đó kìa. Nghe đi coi. Xin lỗi cho họ, ai đấy có ai gặp nguy hiểm vậy? Ủa cái gì đấy? Cô nội rượu hôm bữa nè. Cái gì đây? Trời ơi, cậu nhìn đi. Tôi đang định nấu một cái nồi súp cho gia đình thì cái tên bác sĩ mổ chim nào đó tự ý vào nhà tôi và đổ một cái lọ thuốc gọi là thuốc chữa bệnh dịch thạch. Trời ơi, giờ coi như đổ. Trời ơi, cái nồi súp ghê ơi bời. Cái thằng bác sĩ nó bỏ về lung tung vô đây nè. Phá quá, mày hắn ở đâu rồi mới được chứ. Mình chẳng biết là hắn đang ở đâu nữa. Để coi còn nhà nào nữa. Nhà này rồi phải không? Nhà nào? Nhà này chưa không có gì cả. Ông lão, cái gì đây? Ôi, sao nước tù lum vậy ông lão? Trời ạ, nãy có thằng nào mà áo choàng đen đổ thứ nước gì đó vào trong cái cống rãnh á. Bây giờ là nó ngập như thế này đây. Cái thằng bác sĩ này phá ghê á. Ngập nước tù lum rồi nè. Mình phải bích lại mà có cục gỗ phải không? Mình sẽ bích lại. Bích lại nào. Ok hết chưa? Xong rồi.
Ủa, thằng Ahihi nè, cái gì đây? Hey, hello Ahihi, cái gì đây? Ban đầu là tôi chỉ bị sổ mũi thôi. Từ khi uống thuốc dị thạch vào là bị tiêu chảy luôn. Hu hu hu, sao anh không biết thuốc gì mà cũng uống bậy bạ vậy? Đúng là cái người ngày nay. Rồi, để coi cái gì nữa không? Có ai bị bởi gì đó không? Cái gì đây? À, anh CP đại học không bởi mình bán ốc sên cho thằng này nè. Cái gì đây? Ha ha ha, mắc cười quá đi. Ho ho ho, he 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 he. Trời ơi, tội nghiệp quá. Các bạn để mình đoán xem nha. Thằng này nó bị cho uống thuốc, cái sao nó bị khùng luôn rồi. Ôi, chắc là về nhà là mình phải sale tiến sĩ nào đó làm thuốc cho thuốc giải thôi, bởi chứ nhiều người bị bệnh quá rồi. Người ta đã không bị bệnh gì hết, cái thằng bác sĩ bắt uống. Ôi, mà bây giờ mình thử qua cái tiệm pizza coi có gì không? Ừ, từ, cái gì đây? Người dân, có người dân ở đây nè. Anh, sao anh trời trưa nắng thế này anh lại nằm đây? Trời ơi, cứu tôi với bác sĩ ơi. Hai cái hạ bác sĩ kia đó, nó chích cái gì đó vào người tôi. Giờ mắt tôi trắng toát rồi. Đúng rồi bởi, mắt trắng toát không nè. Vào qua đi. Còn cái gì, đừng phá nữa, có bác pizza nè. Có bác pizza cái gì thế? Tự uống này vô. Bác pizza bị gì thế? Hả, cái gì đây? Hồi nãy á, tôi mới đi ra ngoài tí thôi mà lúc vô lại thì tất cả pizza trong cái quán bốc mùi hết rồi. Kẻ đã gây ra vị này còn ký tên là mỏ chim nữa. Gì đây? Đồ ăn đã bị nhiễm bệnh dịch hạch, tôi đã chữa rồi, bác sĩ mỏ chim. Trời ạ, pizza ngon như thế này mà nó lại chích cái gì đó vào, bây giờ là thức ăn bị hư luôn nè bạn. Nó đâu rồi? Không ai chỉ tôi là hàng bác sĩ đó đâu vậy? Tôi sẽ cho nó bài học. Đâu rồi? Bác sĩ đâu? Bác sĩ, cái thằng bác sĩ đâu? Để ra tao đập mày. Mày đâu? Mày đâu thằng bác sĩ? Ui, ui, cái tên. Ôi chứ không rồi bởi SCP-25 đã gặp rồi, cái thằng SCP-19 chay rồi. Đừng, này SCP, mình nghe coi. Bác sĩ ơi, hãy phải phe cái tay đi. Chúng ta còn nhau chiếm đóng thế giới nào. Tôi không rảnh đâu nha. Tôi không rảnh đâu. Không rảnh thì phải rảnh, đi nào. Không đi thì sao hả? Được lắm, người biết tay ta. Ôi mẹ ơi, hai đánh nhau rồi bạn. Chỉ vì bất đồng quan điểm mà này đánh nhau rồi nè. Ok, tôi sẽ xin phụ anh cho. Này thì đánh ké, đánh ké mẹ ơi, đánh ké nè. Xong rồi. Ok, xong rồi việc rồi nhá. À ha, người ở đây rồi. Bây giờ là ông hay tôi về tổ chức SCP nào? Không, tao không muốn vào đâu. Không vào phải không? Không vào cũng phải vào. Ok, mình đã bắt hắn thành công rồi đó bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ chở hắn ta về tổ chức SCP. Hy vọng rằng hắn ta sẽ không quậy phá nữa. Được rồi, đi về nào. Cái xe đi rồi, cái xe đi rồi. Lên xe, à, đi về. Tan 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 tan. Ok, về rồi, về rồi. Bây giờ là mình sẽ nhốt hắn ta lại ha. Ok, mình sẽ bỏ vào cái phòng giam. Hy vọng rằng là hắn ta sẽ không chỉ trốn nữa bởi cái tên này cũng nguy hiểm y như SCP-09 vậy. Mặc dù SCP-09 là hiền rồi đó. Ok, không nói rồi. Phòng nào đây? Phòng này ha. Đúng rồi, phòng này đây. Ở rồi. Tiến sĩ Michael ơi, tôi đã bắt hắn có một công rồi nè. Ngồi đây mày. Cái gì đây? Cháu bắt được rồi à. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Không sao, không có gì đâu, hứa tiến sĩ. Rồi, xong. Mình đã bắt xong SCP-049J vậy. Các bạn nên lưu ý rằng nha bạn, đây là nhân vật ở phần ngoại truyện mới có thôi nha, chứ trong cốt truyện chính là không hề xuất hiện nhé. Thì có lẽ là tập đến đây được rồi đó. Bắt hắn ta về khá là mệt luôn đó bạn ơi. Thì ok, nếu mà cái series này của mình là một like, một share, đồng thời để lại câu nói dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập My Dark SCP người truyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye. Mọi người hi tốt nha mọi người.